Ở nhà ngày hôm nay thì Kenta TV tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái thông tin trước cái trận đấu là thi đấu và kênh trực tiếp trận đấu giữa Sài Gòn FC gặp BKMX Bình Dương trong khuôn khổ là vòng đấu cuối cùng của V-League năm 2022-2023, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2022 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport Cộng của truyền hình Cá Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể vào kênh On Sport Cộng là sẽ xem được trực tiếp trận đấu nha. Hoặc giả là quý vị và các bạn muốn nghe cái thông tin diễn biến cũng như là cái kết quả trận đấu này thì hãy đăng ký kênh của Thái TV 2 là sẽ đón nhận được những cái thông tin đó. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái thông tin trước cái trận đấu như sau. Những cái khó khăn đang liên tiếp xảy đến với lại là Sài Gòn FC, đội bóng Sài Thành không có quyền tự quyết trong cái cuộc đua trụ hạng. Kể cả trong bối cảnh họ có thắng trước BKMX Bình Dương, đội chủ sân Thống Nhất vẫn sẽ phải cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sảy chân thì mới có cơ hội để ở lại V-League vào mùa giải năm sau. Đương nhiên, điểm mấu chốt là Sài Gòn FC đang đứng trước nguy cơ là giải đấu. Thế dù giải đấu vẫn còn một cái vòng đấu nữa, theo những cái phát biểu của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương và tiền đạo Cao Văn Truyền, khả năng đội giải tán sau mùa giải là rất là cao và các cái cầu thủ cũng đang dần đi tìm bến đỗ mới. Ngoài ra, vì lý do tài chính, bộ đôi ngoại binh đó chính là Nicolas Osier và Rodriguez đã từ chối thi đấu ở trận gặp Nam Định. Chưa rõ là cặp đôi này sẽ tái xuất ở vòng đấu cuối cùng BKMX Bình Dương hay không, trong bối cảnh tâm lý của các cầu thủ đang khá nặng nề sau những cái biến động vừa qua. Tuy nhiên, BKMX Bình Dương cũng không phải quá mặn mà với trận đấu này. Đội bóng này sẽ không có sự phục vụ của Tiến Linh do chấn thương. Ngoài ra, một ngày sau cái trận đấu này thì đội bóng đất thủ cũng sẽ đá giao hữu với lại là Kawasaki của bên Nhật Bản, nên nhiều khả năng cũng sẽ không dùng đội hình mạnh nhất để mà thi đấu ở cái trận đấu này. Đây là một cái cơ hội cho Sài Gòn FC họ có thể giành được cái chiến thắng trong cái trận đấu chiều ngày hôm nay nha quý vị. Và bây giờ thì Thái TV 2 cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thái TV 2 một like, một comment, một share, một subscribe để phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát live stream thì hãy liên hệ với Thái TV 2 qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV 1 và Thái TV 2 trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.